Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay tôi sẽ đánh giá một chiếc đồng hồ Hublot và tôi đảm bảo với anh em đẹp từ cái hộp. Và đó là chiếc Hublot gì thì chúng ta cùng tìm hiểu trong video này anh em nhé. Vâng, chiếc Hublot mà ngày hôm nay chúng tôi muốn đánh giá và đề cập review nó trong video này đó chính là một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Hublot Classic Fusion Olinsky, nhưng với lớp vỏ vàng hồng King Gold. Chiếc đồng hồ này có đường kính 40mm. Và tại sao tôi muốn nói với anh em ở đầu video là nó đẹp từ cái hộp thì anh em hãy cùng khám phá cái hộp này đầu tiên đã. Đây, anh em hãy nhìn đây, cái hộp này. Cái hộp đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy nó được sơn mài bóng, rất là đẹp mắt. So với những cái phiên bản Classic Fusion thông thường ấy thì nhìn cái hộp nó trông rất là... Tôi đã đặt bên cạnh đây thì nhìn trông nó rất là... nó rất là thường khi được xếp cạnh cái hộp Olinsky này. Đó, cái hộp Olinsky này rất là đặc biệt bởi vì một điểm mà tôi rất là thích đấy chính là cái vạch bezel ở trên trên cái hộp. Nó được trải xước nhé, nó được làm từ gốm mà được trải xước, làm rất là đẹp. Sau khi nhìn bề ngoài cái hộp này thì chúng ta hãy mở chiếc hộp này ra và phía bên trong một mùi thơm từ gỗ rất thơm. Các bạn biết vì sao không ạ? Bởi vì tất cả những chi tiết ở trong này đều được làm từ gỗ, mà từ gỗ thật. Từng cái đường vân gỗ, từng cái thớ gỗ nhìn trông rất là đẹp mắt. Và nhân vật chính của chúng ta cũng đẹp không kém để được ngồi ở trong cái ngai vàng của cái hộp này. Đó chính là chiếc Classic Fusion Olinsky. Đây, rất là tuyệt vời. Đây chính là chiếc Hublot Classic Fusion Olinsky với đường kính 40mm. Với những chiếc đồng hồ hay là bất kỳ một sản phẩm trong cái lĩnh vực gọi là nghệ thuật, tôi phải nói là nghệ thuật, thì chúng ta sẽ không thể định giá nó được bằng những cái giá nguyên liệu. Ví dụ như chiếc đồng hồ này, không một người nào hiểu về đồng hồ lại đi định giá một chiếc đồng hồ Olinsky này theo giá vàng cả, bởi vì nó thực sự là nó không nặng để chúng ta có thể đem ra tính giá vàng. Nhưng ấn tượng đầu tiên tôi khẳng định với anh em đấy chính là cái ấn tượng ban đầu của chiếc Olinsky này là nó rất đẹp. Tại sao tôi nói rất đẹp? Bởi vì thay vì những cái độ hoàn thiện trải xước hay là đánh bóng thông thường với những chiếc normal, thì lớp vỏ của chiếc đồng hồ đến mặt số được làm khiến cho chúng ta nghĩ ngay đến những viên kim cương đen. Đấy là cái góc nhìn của tôi với những cái vị khách hàng đến xem chiếc Olinsky này ngày hôm nay. Đó, nhìn nó rất là đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì phải nói là từ lớp vỏ này, lớp vỏ đường kính 40mm được đánh bóng toàn bộ với những, như anh em đang nhìn thấy, thì những cái vết cắt, những cái lát cắt này làm cho chúng ta nhìn thấy nó bắt sáng nhiều hơn. Chúng ta hãy đi sâu hơn một chút về lớp vỏ của chiếc đồng hồ này, thì tai càng thì không có những cái lỗ vít như những chiếc Classic Fusion khác, nó tạo thành một khối tổng thể. Nên là chúng ta sẽ thấy được này, ở những tai càng nó là những cái lát cắt rất đẹp, thân cũng vậy. Lớp vỏ chiếc đồng hồ này là một lớp vỏ tôi đánh giá là vô cùng ấn tượng, cùng kết hợp với cả mặt số của chiếc đồng hồ này, anh em có thể nhìn thấy một điều ấy, đấy chính là lớp vỏ và mặt số nó hoàn toàn kết hợp với nhau tạo thành một chỉnh thể. Nếu như mà cái mặt số này nó lại là mặt số trơn thì hoàn toàn trông rất là nhàm chán, nhưng không, mặt số của chiếc đồng hồ này nó cũng được cắt những cái lát cắt mà tôi phải nói là rất là đẹp mắt. Đó, anh em có thể nhìn thấy ở trên mặt số này, các cái cọc số chỉ giờ đều được đánh bóng rất là đẹp. Đó, trước đây thì chúng tôi đã có những chiếc Titanium. Tuy nhiên là đây, hôm nay tôi mới có thời gian để tôi review một chiếc với lớp vỏ vàng hồng, thì tôi mới thấy được là lớp vỏ vàng hồng này được đánh bóng nó đẹp hơn chiếc, cá nhân, quan điểm cá nhân của tôi nhé, là đẹp hơn chiếc Titanium rất nhiều. Bởi vì sao? Nhìn nó hồng ấm và nó rực lên, và nó với cái mặt đen ấy, thì nó sâu, nó sang trọng. Đó, phía đằng sau của chiếc đồng hồ này thì tôi phải nói là hoàn thiện rất là ok. Tuy nhiên là về máy ấy, thì chúng ta có thể nói là máy thì không phải là một thế mạnh lắm của Hublot. Với chiếc đồng hồ này thì máy của Hublot trang bị nó là một cái cỗ máy nền ETA phát triển. Tất nhiên là độ hoàn thiện rất là đẹp với rotor được viết được chạm cái chạm skeleton chữ Hublot này, được modify với độ hoàn thiện những cái vân sọc cốt de Genève hay là plaque vân vân,
hay là được hoàn thiện. Nói chung là tôi đánh giá là độ hoàn thiện cái cỗ máy này là được 7 điểm. Vì đây là một cái cỗ máy được hoàn thiện từ trên của trên nền của một cỗ máy cơ bản, thế nên là tôi không đánh giá cao cỗ máy này lắm. Tuy nhiên là không sao cả. Bởi vì sao? Bởi vì không có ai hoàn hảo. Và chiếc Hublot này cũng thế, ngoại hình của nó quá là đẹp, quá là bắt mắt rồi. Và rất nhiều người mua Hublot thì không có quan tâm nhiều đến cỗ máy. Thế nên là tôi đồng ý với việc Hublot trang bị một cỗ máy thông thường, một cỗ máy phổ thông cho chiếc đồng hồ này. Có một nhược điểm nữa với một chiếc Hublot này, có thể là anh em không để ý, nhưng tôi phải nói ngay với anh em, đó chính là chiếc đồng hồ này hoàn toàn không có lịch. Thì đây cũng là một ưu điểm, cũng là một nhược điểm. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu như đầu chiếc đồng hồ không có lịch, ưu điểm của nó là gì? Nó sẽ làm cho thẩm mỹ của chiếc đồng hồ mặt số sẽ cân đối, cân xứng hơn. Tuy nhiên nhược điểm của nó là chúng ta khó có thể theo dõi ngày hôm nay là ngày bao nhiêu. Đó, đây là một cái chức năng mà tôi thấy đa phần những chiếc đồng hồ hiện đại ngày nay đều có. Đó chính là chức năng ngoài giờ phút giây ra thì nó có một ô lịch ngày. Rồi, còn bây giờ thì tôi sẽ lên tay chiếc đồng hồ này để anh em cùng đánh giá là chiếc đồng hồ này lên tay có phê không anh em nhé. Rồi, ok, chiếc đồng hồ này thì có đường kính là 40mm và đang trên cổ tay tôi có chu vi là gần 17. Thì tôi thấy là đeo perfect 10 điểm, công nhận là 10 điểm. Đấy, nếu mà để đeo đi chơi thì hết ý. Tuy nhiên là nếu để đeo đi làm ấy thì có lẽ là không phù hợp lắm, hơi nổi bật quá. Chiếc đồng hồ này thì có mức giá hãng là khoảng 520 triệu. Và hiện tại phân phối ở ngoài thị trường nó có giá mới khoảng tầm 450 triệu gì đấy. Đó là mức giá thời điểm này tháng 1 năm 2021. Anh em có suy nghĩ như thế nào về chiếc đồng hồ Hublot Olinsky Classic Fusion này? Hãy cùng comment ở dưới video này anh em nhé. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích, đừng ngần ngại bật tiếp một like và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.